Hello, xin chào tất cả mọi người. Là Không Thức TV đây. Còn bên đây là Liên Hoan nha. Thì mọi người ơi, hôm nay mình quay rất là nhiều cái mẹo lên trên YouTube luôn phải không? Nhưng mà hôm nay là Liên Hoan thua tiền cũng hơi đi nhiều rồi đấy nha. Hồi bữa mới ăn lại được mấy triệu mấy phải không? Bây giờ anh có một cái mẹo này nè. Đâu có dám chơi với anh không? Đấu không? Bữa nay là mình có được một cái mẹo, vừa là một cái mẹo mà vừa là một cái mà để chia sẻ cho mọi người luôn nha. Thì bây giờ mình có một cái ly, thì anh đây cho em xin một cái chai bia được không ạ? Chai bia nguyên. Khui sẵn luôn. Hình như là mình không biết khui bia hay gì đó mọi người ơi. Đây là khui bia sẵn cho mình. Thì Khang ở đây. Trong quán mình á là có hộp gà, có hộp trứng gà không? Vậy anh cho em mời xin mượn một cái trứng gà với một cái chai nước suối với một cái dĩa ha. Rồi để em làm mấy trò thử thách với cho Liên Ngon nha. Chút xíu mà nếu mà có được á thì vô chơi chung luôn. Ok đúng không? Bây giờ mọi người, bây giờ mình sẽ đổ bia ra cho đầy cái ly nha. Điên không quá. Biết chơi trò gì chưa? Em đang suy nghĩ. Đó. Dùng một cái trứng gà, cái dĩa. Không, cái này anh sẽ là bồi bổ cho em. Có nghĩa là uống trứng gà với bia. Đúng rồi, bổ lắm á. Dạ. Rồi bây giờ là mình chơi y cũ hay sao? Ok luôn, nếu mà làm được thì anh sẽ thưởng em 1 triệu. Này chơi gõ gà. Anh tiền mình hết tiền mình luôn. Nói cho mọi người ơi, ví dụ mình có thua thì mọi người hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình đi. Mình kiếm tiền là mình chơi với Liên Ngô mới được. Rồi, ok. Hôm nay có chưa? Ok, đây là 1 triệu nha. Đây, đây là một cái hộp gà. Biết chơi trò gì với hộp gà chưa? Vậy là em hiểu rồi đó. Dạ. Không, chưa đâu nha. Anh sẽ đặt cái hộp gà lên. Ủa, Lộc, đặt cái dĩa lên. Để hộp gà đây, chuyển cái đi. Anh có một cái chai nha. Bây giờ mình sẽ cắt đôi cái chai ra. Bây giờ cắt cái chỗ nào ta? Cắt giữa nha. Đây, anh sẽ cắt lấy nửa cái chai nước suối nha. Anh sẽ dựng lên đây. Thấy chua chưa? Bây giờ anh sẽ đặt cái hộp gà lên. Đó. Rồi, em hiểu. Đó, em hiểu cái lực chơi ngày hôm nay chưa? Okay. Thì là em làm sao á mà cái em chỉ đụng được cái dĩa thôi nha, không cho đụng được chai nước suối nè, không cho đụng được cái ly. Chỉ được cầm cái dĩa thôi. Làm sao mà trứng gà mà nó vô được cái ly này. Tại vì trứng gà mà nó rớt xuống bàn này nó bể, rớt xuống dĩa nó cũng bể. Làm sao mà trứng gà mà rớt xuống được cái ly. Nhân kiểu. Ok không? Anh về có cho anh vô khám phá thôi này. Hả? Trời ơi, người dớt cho luôn. Rồi đây luôn nè. Ok. Thì á, cái trò chơi mình rất là đơn giản thôi. Là làm sao mà cái trứng gà mà rớt đưa xuống được cái ly. Nó xuyên qua cái chai, nó xuống được cái dĩa, nó xuyên qua cái dĩa, nó xuyên qua được cái ly luôn, xuống cuối dưới luôn. Đó, có nghĩa là làm sao mà trứng gà xuống được cái ly, nhưng mà mình không cho đụng cái ly, chứ không cho đụng này, không cho đụng trứng gà nha. Thì mình chỉ có quyền đụng cái dĩa thôi. Đó, giờ hai người có làm được không? Dạ, để em thử à. Hả? Để em thử. Thử phải không? Thằng. Bây giờ Liên Ngon thử trước, hai bên này thử trước ta. Bây giờ mình bể trứng gà mình có thua lại cái gì không ta? Liên Ngon nè, dám thách đấu không? Thử thua trứng gà mình thử. Nếu mà bể trứng gà thua lại cái gì? 5 xỉ đấy, lấy 1 triệu thua 5 xỉ. Chưa không? Hai người, chắc hai người luôn. Ăn 1 triệu thua 5 xỉ. Em thấy là... Nếu mà không có đụng là không có đụng được cái này chứ không đụng được cái ly. Không đụng cái gà nè, không đụng cái này nè, không đụng này nè. Không đụng tiền luôn. Chỉ đụng được mình chỉ cho phép là cầm cái dĩa thôi. Làm sao mà trứng gà mà là nó xuống được cái ly nè. Giảm xuống là sao đó mà trứng gà còn nguyên nha.
mất số được cái ly kia là ok, là 5 triệu hả? Có thử không? Có nghiên cứu hả? Mọi người, ủa công, công thức TV ra trò nó hay khó chứ sao mà không được? Được, thấy ngắm được không? Không, chị nghĩ là nếu mà đặt cái trò ra một cái trò gì á là mà phải xà làm được cái trò đó. Rồi. Liên hoan nè. Em chơi hết luôn 500 đúng không? Ừ. Nếu mà được lại mới 1 triệu. Ừ. Thua, thua 500. Rồi ok. Bây giờ em làm trước đi. Chị ngồi chị suy nghĩ. Ừ. Chị lấy lại 2 triệu em. Bây giờ là em làm xong rồi cháu rớt xuống đi bia lẩu cơ. Rớt hộp gà nha. Thua. Cái này là thua 500 rồi đó nha. 500. Cái thử cái này 1 triệu đó nha. Sao? Đó. Trời hơn là mình chụp được trứng gà đúng không? Em vỡ trứng gà nữa rồi. Đó. Liên hồ. Sao? Thua 500 rồi đó. Thua 500 có liên hồ đó. Coi chừng mà cái nào mà gớt thêm một cái nữa và thua 1 triệu luôn. À, coi giản có ăn có trả thôi. Ok. Ủa mà à, bây giờ thử yêu cầu làm sao á, rớt trứng gà được chưa ly thôi. Là lấy 1 triệu. Còn mà mỗi lần chơi là chơi 500. Bên đây thua hết 500 rồi đó, còn 500 nữa. Thôi, trời ơi, mọi người, không thích TV không có nhận tiền YouTube nhiều đâu. Tại vì mình không có làm làm YouTube không có tiền. Mọi người mình đây mình xài những giò mèo cá độ như nè. Chị đang suy nghĩ nè. Sao được không? Cho em làm đó nha. Hai người mỗi người 500, hai người là 1 triệu. Thôi nha, được không nha. Anh sẽ hỗ trợ chụp trứng gà. Mọi người ơi, rớt đi chụp trứng gà, chụp một cái 500, chụp một cái 500, khỏi nói gì nhiều. Rớt ra ngoài nha. Để trứng gà luôn rồi. Ừ. Trời ơi, mọi người ơi, Liên Hô đã góp thêm một cái nữa nha, để trứng gà nha. Giờ có ai muốn chơi lại không? Thấy có vẻ ý tưởng cũng thấy đúng đúng rồi đó. Có cái gì đó. Ý tưởng cũng đúng rồi đó. À. Đó, có dám chơi lại không? Ủa, trứng gà nó hơi bể rồi mọi người. Ý tưởng này thấy cũng được ha. Ừ, hay đó. Ừ, hai người thua 1 triệu. Bây giờ ừ. Bây giờ là em không chịu đúng không? Ừ, à. Em chịu rồi đó. Có dám thêm chơi thêm một lần nữa không? Em hiểu rồi. Hiểu rồi phải không? Em cứ chơi thêm một lần nữa. Ừ. Là thua 1 triệu rồi đó nha. Lấy 1 triệu ra đâu rồi. Ok chưa? Làm sao mà trứng gà gót xuống được cái ly thôi. Thôi chút xíu à. Chút nè. Được chưa? Cái tưởng nãy là thấy mình cũng là thấy được 50-50 ha. Ừ, thấy cũng hợp lý. Bây giờ dám chơi nữa không nè? Chơi nữa không? Bỏ 500 nữa là 1 triệu rưỡi. Bên đây thua 500 nữa, thua 500 nữa, thua 500 nữa 1 triệu rưỡi. Bây giờ lại trả lời nha. Rồi, ok. Cái trò này đơn giản lắm mọi người ơi, thiệt luôn á. Ai mà chơi nào là biết liền. Ok, vậy cũng vậy đó cũng được vô được rồi mọi người. Vô khoảng nữa rồi sao? Là nhận 250 đó anh. Được 250 anh ơi. Là như vậy là được rồi đúng không? Cứ cả còn nữa rồi. Ừ, chắc vậy đó phải không ta? Đúng rồi anh. Cũng thiếu chậm có dễ đâu, nó vô nữa rồi hát vô. Anh chỉ nói là sao tôi gấp xuống cho anh, không nói là làm mấy lần đâu anh, có chỉ luôn. Đúng rồi. Chậm có dễ thôi. Đúng rồi, ai hợp lý. Bây giờ có nghĩa là mọi người bây giờ ai thắng ra khoai giật bây giờ để giờ để thuyết phục hơn nữa thì cho Liên Ngô làm lại một lần nữa chứ ơi cho mọi người xem chứ cái đó là thấy Ly thắng rồi đó nhưng mà làm lại cho mọi người cho đúng cái gì á cho thêm một cái trứng gà nữa phải không rồi rồi làm cho thuyết phục lên á cho mọi người ơi cái mẹo của Liên Ngô á thì làm vậy á là nó là đúng rồi đó
đúng là làm như vậy đó, nhưng mà nó chưa có ngay không, mình phải chỉnh chu thêm một chút xíu nữa. Đó. Ok rồi, bây giờ bắt đầu này. 1, 2, 3 bắt đầu. Thua nữa rồi, không phải đâu, nó bị cái rồi. Thua nữa rồi, trời ơi, thua nữa rồi. Bây giờ tới mình làm cho mọi người xem nha. Thua nữa rồi, tại vì được rồi, thì cái này mình làm cho thuyết phục thôi. Thôi, bây giờ được rồi. Mình làm không được là mình thua luôn đó. Đây, chào mọi người, mình can cho cái trứng gà cho nó ngay trên nha. Ngay giữa trên, giữa xuống. Đây, mình dở nhau rồi. Rút ra, trứng gà rớt cho ly. Ok cho mọi người. Rồi, cái ly. Là có nghĩa là mình dở cái dĩa là lên chút xíu nào, cho ngay. Rồi mình hất lên cái, là trứng gà sẽ rớt cho ly rồi. Ừ, làm được, em thắng. Nhưng mà như là nãy giờ thua 1,5 triệu mà lấy lại được có 1 triệu á, lỗ 500 á, nó phải trả ngược lại mình đó nha. Đó. Vậy là quê quá không? Thôi mọi người ơi, nếu mà thấy cái mẹo này hay á thì hãy comment bên dưới cho mình.